Xin chào tất cả các độc giả của South Star, mình là Minh Tú và hiện tại Minh Tú đang có mặt tại Đại hội của Hội Người Mẫu Việt Nam. Và hôm nay mình rất là vui và hạnh phúc khi được tham dự vào đại hội này. Đầu tiên thì cho em hỏi là hôm nay thì đến một cái sự kiện rất là quan trọng của Hội Người Mẫu Việt Nam thì chị đã chọn cái hình ảnh, cái phong cách như thế nào để đại diện cho tôi là Minh Tú đến với sự kiện hôm nay ạ? Với một cái đại hội rất là lớn như thế này thì cái việc mà sang trọng và thanh lịch nó là một trong những yếu tố hàng đầu mà Minh Tú sẽ chọn. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ chọn một cái outfit cho mình nhìn nó thanh thoát và nó kín đáo, cũng như là thể hiện cái sự trân trọng của mình đến với cái sự kiện ngày hôm nay mình tham gia. Khi mà nhắc đến danh xưng người mẫu thì đối với chị Minh Tú, chị có cảm nghĩ và cảm xúc như thế nào? Thật ra đối với Tú thì nghề người mẫu đối với Minh Tú, khi mà mình có cái cơ duyên đến với nghề, nó là một cái duyên. Và cái hành trình mình theo đuổi cái nghề đó là cái sự cố gắng cộng với may mắn của mình. Và mình cảm thấy là mình nhận rất là nhiều may mắn trong cái việc mà trong 10 năm làm nghề của mình. Bởi vì là mình được sống với cái nghề mình yêu thích, với cái niềm đam mê của mình, và mình cố gắng mỗi ngày, và cái trái ngọt đó mình lại nhận được sau khi mà mình cố gắng một cái thời gian rất là dài. Chị cảm thấy là nghề người mẫu nó đã đem lại cho chị những cái ý nghĩa gì trong cái cả cái sự nghiệp, cái cuộc sống, cũng như là những cái điều mà mình tìm kiếm trong cái thanh xuân của mình đó? Nói hơi chân thật một xíu là cái cơ duyên mà giúp cho Minh Tú đến với nghề người mẫu đó là vì tiền trước vậy hả? Tại vì lúc đó mình là sinh viên năm nhất, mình tham gia vào những cái hoạt động sự kiện để làm lễ tân này nọ. Xong sau đó thì mình gặp một người và anh đã cũng có ngỏ ý cho mình là sao em không đi diễn này nọ. Thì cái nghề của mình bắt đầu từ đó. Đối với mình, cái nghề nó mang lại cho mình đầu tiên là mình hạnh phúc. Bởi vì quan trọng nhất là mình đang yêu thích cái công việc mà mình làm. Mình được sống với cái nghề mà mình chọn và mình được tự do trong cái cuộc sống công việc của mình. Cái thứ hai là nghề người mẫu giúp cho mình bản lĩnh hơn, có sức bền hơn, được trải nghiệm nhiều hơn, được va chạm nhiều hơn và gặp gỡ rất là nhiều người. Em không biết là khi mà mình làm người mẫu thì đâu sẽ là cái khoảnh khắc tự hào nhất của mình, khi là mình được có vị trí VDS, khi mình có được những cái giải thưởng, hay là mình cảm thấy là mình đã thăng tiến được cái một cái vị trí chỉ đại nào đó? Thật ra ở cái ngưỡng tuổi này á, đối với Minh Tú, cái điều mà mình cảm thấy tự hào nhất á là mình đứng lên sau những vấp ngã và mình tự lập cũng như độc lập được trong cái phát ngôn cũng như hình ảnh cũng như là cái công việc người mẫu của mình. Có thể khi mình còn trẻ, mình mới tham gia nghề thì mình sẽ ao ước là mình sẽ nổi tiếng, mình sẽ ao ước là mình sẽ được diễn vedette, mình sẽ ao ước mình được làm chị đại hoặc là gì đó. Nhưng ở với Minh Tú ở cái tuổi này rồi á, cái quan trọng nhất và cái cốt lõi nhất á là bạn đã học được gì sau những cái vấp ngã của bạn, sau những trải nghiệm của bạn, để đưa vào những trong cuộc sống của mình, chứ không có đơn giản là trong cái công việc người mẫu không. Đối với Minh Tú, nghề người mẫu á, mang lại cho Minh Tú rất là nhiều kỷ niệm, mang lại cho Minh Tú nguồn sống nè, kinh tế nè, những bài học trong cuộc sống nè, được rất là nhiều khán giả yêu thương và quan tâm nè, được sống với cái ước mơ của mình. Đó là những cái mà Minh Tú luôn cảm thấy là mình thực sự rất là may mắn khi mà được tiếp tục hành trang làm người mẫu của mình cho đến thời điểm hiện tại. Nhắc tới chặng đường 10 năm làm nghề á, thì em không biết là khi mà mình nhìn lại những cái hình ảnh lúc đầu khi mà mình chập chững đi thi siêu mẫu Việt Nam á, thì chị Tú nhìn lại cái hình ảnh đó mình cảm thấy như thế nào? Thật ra Minh Tú chưa bao giờ chối bỏ quá khứ của mình, tại vì phải có quá khứ thì mới có hiện tại và tương lai. Đó là một cái thanh xuân của mình. Có thể trong quá khứ mình chưa được đẹp, hoặc trong quá khứ mình đã có những cái sai lầm, nhưng mà cái quan trọng là mình nhìn nhận được cái vấn đề đó và mình phát triển nó trở thành tốt hơn mỗi ngày. Và ở thời điểm hiện tại, Minh Tú vẫn cố gắng trau dồi cũng như là phát triển mình ở một cái bản tốt nhất, phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Nếu mà phải chọn ra ba cái cột mốc mà chị Tú cảm thấy hài lòng, tự hào và đáng nhớ nhất trong 10 năm làm người mẫu của mình thì đó sẽ là ba cái cột mốc, ba khoảnh khắc nào? Mình Tú nghĩ đó là năm 2011. Có thể các bạn sẽ thấy lạ là tại sao không phải là năm 2013 khi mà Minh Tú đoạt giải nhì. Không phải đâu, năm 2011 là một cái năm mà Minh Tú tham gia siêu mẫu Việt Nam và được vào top 10 và đoạt giải cá tính. Và cũng trong cái đêm chung kết đó, mình cũng có một cái sự cố. Cái sự cố đó thì là bị mọi người bàn tán, nhưng mà cái quan trọng á, cái lúc đó mình còn quá nhỏ để mình biết cái cách cư xử, nhưng qua cái vấp ngã đó mình lớn lên và mình hiểu được trong cái tình huống đó thì mình sẽ phải biết cư xử như thế nào. Cái điều quan trọng là mình rút ra được cái bài học trong cái vấp ngã đó của mình. Năm thứ hai là năm 2000
cuối năm 2016, đầu 2017 là năm mình tham gia vào Asian's Next Top Model. Thì đó cũng là một cái cột mốc đáng nhớ của mình. Và tiếp theo là năm 2018 khi mình tham gia vào cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia ở nước ngoài. Chị nhắc đến những cái cột mốc mà chắc chắn là những cái fan của chị đều rất là nhớ. Ví dụ nhắc đến Asian Next Top Model thì mọi người đều nhớ tới một chiến binh rất là mạnh mẽ và thể hiện những cái cá tính rất là rõ ràng trên show thực tế. Thì chị nghĩ rằng là điều gì đã làm nên cái hình ảnh Minh Tú được yêu thích trong lòng mọi người? Đó là cá tính, đó là kỹ năng, hay đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố mà chị đã tích lũy suốt 10 năm qua? Minh Tú nghĩ rằng là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, và cái quan trọng nhất là Minh Tú bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Minh Tú dám đối mặt với những cái thử thách, Minh Tú dám vấp ngã, dám nhận những lời chê bai, những lời chỉ trích, những cái pha vấp ngã đó của mình, nhìn lại mình có sai á chứ không phải mình đúng. Nhưng cái quan trọng là bạn dám té và bạn dám nhìn nhận là bạn đã té rồi và bạn phải đứng lên ngay cái chỗ đó. Thì Minh Tú nghĩ rằng là do cái năng lượng đó sẽ giúp cho mọi người thấy được là Minh Tú có một cái năng lượng tích cực và lạc quan, cho nên là mình nghĩ là cũng vì yếu tố đó mà mình nhận được rất là nhiều sự yêu thương của mọi người. Dạ. Cho em hỏi một câu là nếu như chị sớm đạt những cái giải cao nhất trong hành trình của mình á, chị có dừng lại hay không? Ví dụ như giải vàng siêu mẫu hoặc là quán quân Asian Next Top Model, chị có sẽ dừng lại và cảm thấy mình sẽ không còn gì phấn đấu nữa không? Thật ra mình đến với nghề người mẫu đầu tiên có thể là vì yếu tố vật chất, nhưng sau đó 1-2 năm thì nó đi vào trong máu của mình, nó là đam mê chứ không còn đơn giản là danh vọng nữa. Đối với mình, nó cho dù ở vị trí nào, nó đúng là nó quan trọng, nhưng quan trọng nhất là bạn có đang thực sự sống hết mình với nghề hay không. Đối với Minh Tú, không có việc dừng lại ở cái việc là mình đã là giải nhất hoặc mình đã nổi tiếng rồi, hoặc là mình chỉ tham gia show diễn khi mình phải là first face hoặc vedette. Đối với Minh Tú, mình sẽ chọn một cái công việc mà mình cảm thấy mình happy, mình tận hưởng nó và mình sống hết mình với cái điều đó, dù cho mình đang ở vị trí nào đi chăng nữa. Dạ. Nhưng nếu em đặt một trường hợp là không phải ai cũng có may mắn được như chị Tú để có được những thành công và được cái số lượng fan như bây giờ. Nếu mà chị không được nổi tiếng, không có vị trí như bây giờ, có khi nào chị sẽ dừng lại ở cách đây 4-5 năm để chuyển sang một nghề nghiệp khác không? Minh Tú nghĩ rằng là thật sự nghề nào cũng sẽ có những cái khó khăn và những cái vất vả khác nhau. Không có nghề nào mà không khó khăn hết. Nghề người mẫu cũng vậy. Có nghĩa là mọi người đang nhìn là nhìn cái bề nổi thôi, mọi người chưa nhìn thấy bề chìm bên trong. Sẽ có những cái góc khuất mà bên trong nỗi niềm của Minh Tú ít chia sẻ. Bởi vì sao? Khi mình lớn lên thì mình muốn truyền tải năng lượng vui vẻ, tích cực để mọi người nhìn vào cái nghề của mình cảm thấy là nó rất là đẹp đẽ, nó để mọi người tôn trọng hơn. Chứ mình cũng không muốn chia sẻ những cái điều nó quá nhạy cảm hoặc là những điều nó quá tiêu cực để mọi người thêm tiêu cực nữa. Cái cuộc sống nó rất là tiêu cực rồi, nó rất là phức tạp rồi. Đối với Minh Tú thì mình rất là may mắn, nhưng mà ngoài cái sự may mắn đó, mình cũng đã cố gắng rất là nhiều để mà được cái sự yêu thương của mọi người. Mình cũng phải chứng minh, mình cũng phải bỏ qua những cái sự chê bai, vượt qua nó. Mình cũng phải thay đổi bản thân mình, mình cũng phải luôn luôn cập nhật, và quan trọng nhất là không bao giờ mình mất đi cái lửa để làm cái công việc hiện tại của mình. Dạ. Vậy thì chị cho là một người mẫu trẻ nếu không ngừng nỗ lực thì sẽ có được vị trí xứng đáng cho mình không ạ? Mình tôi nghĩ rằng khi bạn làm một cái điều gì đó, cái quan trọng nhất là bạn có yêu thích nó hay không, bạn có đam mê nó hay không. Nếu bạn đến với cái nghề đó vì sự yêu thích, vì cái niềm đam mê, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những cái thành công mà bản thân bạn cảm thấy thỏa mãn. Còn nếu như bạn đã chọn mục đích đến với cái nghề này để được những cái điều khác thì mình tôi khó nói lắm, tại vì mình đến với cái nghề này là bởi vì mình yêu thích nó. Ý là sẽ có người á là đến với nghề bởi vì muốn nổi tiếng, muốn có một cái bàn đạp để có những cái xa hoa hơn, những cái nó rực rỡ hơn. Có những người chọn nghề bởi vì họ vì danh vọng hoặc là vì một thứ gì khác. Nhưng đối với Minh Tú, mình chọn nghề và mình sống với nghề bởi vì mình thích catwalk, mình thích chụp hình, mình thích được làm việc trong cộng đồng người mẫu hơn là những cái lý do khác. Tất nhiên nó cũng sẽ vì đồng tiền, nhưng mà cái lý do đồng tiền của mình nằm ở cái hạng cuối cùng. Dạ. Chị Tú không, có thể là sẽ không nhắc đến những cái khó khăn, những cái góc khuất mà chị đã trải qua, nhưng mà với vị trí là một người mẫu thì chị cảm thấy là thị trường người mẫu ở Việt Nam, những cái người mẫu sẽ có thể là gặp những cái khó khăn, những cái góc khuất, những cái chuyện khó nói nào? Thật ra Minh Tú cảm thấy rằng
thế hệ người mẫu Việt Nam bây giờ phát triển rất là nhiều, có rất là nhiều cơ hội. Các bạn cũng thấy là cái nghề của mình cũng đã được xã hội công nhận hơn rất là nhiều, có những cái show diễn rất là lớn, thậm chí là các bạn đã có thể đi ra ngoài, đi ra thế giới để tham gia những cái sự kiện của thế giới hoặc show diễn thế giới. Đó là một cái điều đáng mừng. Nếu có một lời khuyên dành cho những cái người mẫu trẻ đang gặp khó khăn hoặc là họ cảm thấy không có cái sự niềm tin mạnh mẽ như chị Tú ngày xưa thì chị sẽ khuyên gì với các bạn ấy? Chị thì cũng không có gì để khuyên hết, tại vì đối với chị hiện tại thì chị cũng còn rất là nhiều khuyết điểm và chị cũng phải nhìn nhận nó và phát triển nó. Nhưng có một điều chị muốn chia sẻ rằng là ai cũng sẽ bắt đầu từ con số 0. Các bạn có thể nhìn thấy cái hành trình của chị để có một cái suy nghĩ tích cực hơn với nghề. Chị cũng sẽ xuất thân từ một người không có một cái background tốt. Chị cũng không có công ty quản lý, cũng không có những cái bàn đạp tốt. Chị cũng đã cố gắng, chị cũng phải đi từ những người mẫu làm BG, rồi tới diễn nhà văn hóa, rồi diễn hội chợ, rồi từ từ từng bước chị trao dồi. Cái quan trọng là bạn phải nhận ra được rằng là khuyết điểm của mình ở đâu. Và mình sẽ phải, đầu tiên là mình phải yêu thích cái công việc của mình, cái niềm đam mê đó của mình và phát triển nó theo từng ngày. Tại vì sao? Trong cuộc sống đó, không có ai hoàn hảo hết. Quan trọng là mình sẽ phải nhìn nhận cái điểm yếu và cái điểm mạnh của mình. Mình hạn chế cái điểm yếu đó của mình và mình phải phát huy cái điểm mạnh đó của mình hơn. Yeah. Em nghe chị nhắc nhiều về cái khuyết điểm, những cái sai lầm và cách chị đối diện với sai lầm. Thực ra thì đã phàm là con người thì chắc chắn là phải có sai lầm. Mà đối với Minh Tú 10 năm á, mình làm nghề không có bao giờ mà mình không có sự gọi là drama hả? Xung quanh luôn có sự bàn tán. Có nghĩa là những cái điều mình làm nó sẽ dẫn ra tranh luận giữa hai luồng ý kiến đúng và sai. Nhưng mà cuối cùng thì cũng sẽ không có biết là đúng hay sai đâu, chỉ có bản thân mình cảm thấy được là cái điều đó đúng hay sai. Thì đối với Minh Tú thì khi 10 năm làm nghề là mình từ một cô gái 19 tuổi cho đến bây giờ mình đã 30 tuổi rồi. Tất nhiên là mình sẽ nhận thức ra được là cái nào mình làm đúng và cái nào mình làm sai và mình nên thay đổi. Trong cái cá tính hoặc cái cách nói chuyện của Minh Tú cũng sẽ phải lớn dần và trưởng thành hơn. Đó là một cái điều rất là hiển nhiên của con người. Như cái việc ngày xưa nhỏ, nhắc lại 2011 đi, sẽ có một sự cố trên sân khấu. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ là Minh Tú chen hàng, lấn hàng. Nhưng mà khó ai hiểu được rằng là với một cô gái 19 tuổi, khi mà mình tham gia một cuộc thi lớn và lần đầu tiên mình đứng trên một cái sân khấu rất là lớn, trong cái tâm thế đi thi thì rất là hồi hộp. Mà khi tập chương trình thì mình chỉ biết là cái vị trí của mình đứng đó. Thì đối với một cô gái 19 tuổi thì mình chỉ nghĩ đơn giản là kêu đến tên mình thì mình đứng đó. Tại vì lúc mà mình tập chương trình đó, thì đạo diễn sân khấu rất là khó khăn trong cái việc là đứng ở đâu, ở đâu, ở đâu. Cho nên là trong một cái phút mà nó quá hồi hộp và mình sợ mình làm sai mình bị la, cho nên là mình làm y như những lời mà đạo diễn sân khấu cũng như là lúc tập chương trình đưa ra. Thì khi mình lên show trực tiếp thì mọi người sẽ nhìn là, khi mình nhìn lại mình cũng nói cái hành động của mình rất là kỳ. Nhưng mà khó có ai hiểu được là tại sao mình làm như vậy, là vì sao. Nhưng mà khi mình lớn lên thì mình sẽ hiểu bây giờ mình có bản lĩnh sân khấu hơn rồi, mình sẽ hiểu là cái việc đó nếu mà kêu đến tên mình thì mình nên xin hoặc là mình nên làm cái gì đó để mình có một cái cử chỉ hành động nó khéo léo hơn. Thì đó là một trong những cái lỗi trong cuộc sống của mình, trong cái hành trang làm nghề của mình, bên cạnh những cái sự cố nó rất là lớn. Thì sau đó thì mình nhìn nhận và mình phát triển nó thôi, mình phải thay đổi thôi các bạn. Tại vì trong cuộc sống là những cái bài học cho chúng ta để giúp chúng ta trưởng thành hơn, giúp chúng ta tốt hơn. Và quan trọng là chúng ta đừng bao giờ cảm thấy là ngại hoặc là mặc cảm những cái lỗi đó của mình. Mình phải nhận và mình nhìn nhận cái điều đó và mình phát triển nó lên, mình thay đổi bản thân mình tốt hơn. Cho em chia sẻ là khi mà chị ở bên Bali, những cái video đáp trả ATP Anh thì em cảm giác chị rất rất mạnh mẽ và chị dám đương đầu. Nhưng mà thời gian gần đây bản thân em có cảm giác là chị có phần e dè hơn. Thì em không biết là chị có phải là mình cũng cảm thấy dần dần buồn và cảm thấy nên tiết chế lại, bởi vì là mình sợ mình có những cái cảm xúc buồn bởi vì những cái lời chê bai dè biểu không ạ? Thật ra không phải vậy đâu các bạn. Ở thời điểm hiện tại, lý do tại sao mà mình không có làm những cái video đó nữa là bởi vì mình không có thời gian. Mình đang tập trung vào những dự án cũng như những sự kiện của mình. Tại lúc ở bên Bali thì mình có nhiều thời gian rảnh hơn. Và cái đó thì không phải là kiểu cà khịa hay đáp trả gì quá nặng nề như các bạn nghĩ đâu. Cái đó chỉ là đơn giản là một, mình nhìn nhận, mình đã nghe rất là nhiều cái câu chuyện hay là những cái lời comment, bình luận về mình mà mình cảm thấy không đúng, thì mình sẽ có một cái phần chia sẻ lại để cho các bạn hiểu được ở cái góc nhìn của các bạn. Thì cái màu đó là màu hồng, nhưng ở góc nhìn của mình đôi khi nó là màu hồng đỏ. Mọi người sẽ có những cái quan điểm và cái góc nhìn khác nhau. Nếu như mình không nói thì các bạn nghĩ là mình
mình được mặc định như các bạn nghĩ, nên là đôi khi mình rảnh thì mình làm lại, còn bây giờ mình không có rảnh nữa. Và có những cái chủ đề thì mình cũng không nên nói đi nói lại nhiều, mình nói một lần cho các bạn hiểu thôi. Còn các bạn, một khi các bạn đã không muốn hiểu thì mình cũng không bị gì phải nói tiếp, tại vì thôi ra mạng xã hội, khi mạng xã hội phát triển thì lúc nào cũng sẽ xảy ra hai luồng ý kiến, có người thích mình và có người không thích mình. Một người mà đã không thích mình rồi thì mình có làm điều gì chăng nữa thì cũng sẽ không thích mình. Nhạt. Mà quan trọng là cuộc sống hiện tại của mình có hạnh phúc hay không. Nhưng mà mình chắc chắn với các bạn rằng là cuộc sống hiện tại của mình rất hạnh phúc. Dù cho AT Fan có nói gì, mình đã nói rồi, mình yêu fan của mình và mình cũng rất là yêu anti-fan. Bởi vì sao? Bởi vì có các bạn thì mới có Minh Tú của ngày hôm nay. Dạ, mọi người đều rất là câu nệ về cái danh hiệu. Mọi người nghĩ là bước ra từ cuộc thi siêu mẫu Việt Nam, cái được gọi là siêu mẫu thì nó quá là vô lý. Hoặc là mọi người nghĩ rằng là đạt một cái giải nào đó mà có chữ Miss thì sẽ gọi là hoa hậu. Chị nghĩ về video này? Thì giống như Minh Tú đã chia sẻ thì mỗi người sẽ có những cái quan điểm khác nhau. Với quan điểm của Minh Tú thì đến thời điểm hiện tại mình không còn quá quan trọng về cái việc là mọi người gọi mình là cái gì. Nhưng miễn kêu đúng tên mình là Minh Tú, đó là điều mình hạnh phúc. Các bạn có thể gọi mình là người mẫu, các bạn có thể gọi mình là siêu mẫu, hoặc các bạn có thể gọi mình là Miss gì, hoặc tùy theo mỗi một người sẽ có những cái nhận định riêng. Cái này mình không thể nào lấy quan điểm của mình áp đặt lên các bạn được, và các bạn cũng không nên như vậy. Danh hiệu có quan trọng không? Tất nhiên nó có quan trọng, nó chứng minh được cái tài năng, khả năng cũng như là sự cố gắng của một người mẫu khi họ đã tham gia một cái cuộc thi nào đó. Tại sao rất là hàng trăm người tham gia, tại sao không đoạt giải mà họ lại đoạt giải? Ngoài những cái yếu tố môi trường, hoặc là yếu tố hoàn cảnh, hoặc yếu tố cuộc thi, whatever, mình cũng không biết, nhưng họ đã có cố gắng và họ dám đương đầu, thì các bạn, cái việc các bạn có thể làm là có thể tôn trọng họ hơn là cái việc các bạn dè biểu hoặc là chê bai. Đối với Minh Tú thì Minh Tú không có buồn đâu, nhưng mà có thể đối với những người mẫu trẻ thì đó là một áp lực. Theo em nghĩ là ví dụ như là mình được giải hoa hậu siêu quốc gia châu Á đi, thì cái tên của nó đúng là như vậy thì mình nên gọi đúng, còn nó có giá trị và ý nghĩa như thế nào thì là tùy vào cái giải thưởng đó, đúng không chị? Chị nghĩ sao? Thật ra cái danh hiệu nó quan trọng ở thời điểm đó, nhưng cái quan trọng hơn là đường đi lâu dài. Bạn dùng cái bàn đạp đó để bạn phát triển như thế nào, đó mới là cái quan trọng. Một con ngựa mà có sức bền thì vẫn là một con ngựa tốt hơn. Vừa rồi thì chị có tham gia một cái dự án điện ảnh, đó là phim Bố Già, và một cái vai cũng được rất là được mọi người quan tâm và yêu thích. Thì không biết là trong năm nay thì mình có một cái dự án điện ảnh nào mà mình có đất diễn nhiều hơn, mình có những cái sự lột xác trong diễn xuất nhiều hơn không ạ? Thực ra nói về điện ảnh đó là một cái cơ duyên. Có những cái trong cuộc sống mình có sắp đặt thì cũng sẽ không bằng ông trời ông tính cho mình. Minh Tú có thích làm diễn viên không? Thực sự bản thân mình thích đó, nhưng mà nó không phải mình thích bởi vì danh hiệu. Mình thích bởi vì khi tham gia vào diễn xuất đó, mình được sống một cái cuộc sống khác của một nhân vật khác, thì cái điều đó khiến cho mình cảm thấy rất là vui. Giống như nãy giờ mình chia sẻ, trong cuộc sống của mình ở 30 năm, ở thời 30 năm mình sống, và hiện tại là 12 năm rồi, 12 năm từ ngày mình 18 tuổi đến bây giờ, mình làm bất cứ việc gì, quan trọng là mình phải thích đó. Có nghĩa mình làm nó đúng hay sai, nhưng ban đêm mình về mình phải ngủ ngon, chứ mình sẽ không phải làm bởi vì một cái sự áp đặt nào khác, hoặc là vì một cái trọng trách nào mà mình phải bị dằn vặt. Nên là đó lý do tại sao mà Minh Tú nói là hiện tại mình có hạnh phúc không. Mình rất là hạnh phúc, dù là mình có rất là nhiều anti fan, nhưng mà thật sự mà nói là mình ăn ngon ngủ ngon, mình ăn món mình thích, mình đi chỗ mình thích, mình không có bị ràng buộc gì hết. Đó là cái điều hạnh phúc của mình. Dạ, yeah. Em không biết là có cái dạng vai diễn nào mà chị Minh Tú thích và nghĩ là phù hợp với mình, và mình có thể bộc phá hết 100% tiềm năng. Thật sự đối với Tú thì Tú thích bước ra vùng an toàn, cho nên là nếu có vai diễn nào mình cũng sẽ cố gắng thử và casting. Mình muốn tham gia với nhiều vai khác nhau. Dạ, chị nói là chị vẫn ăn ngon ngủ ngon, thì em không biết là cuộc sống hàng ngày của chị Tú là có cái điều gì khiến chị áp lực lo lắng hay không? Áp lực hiện tại của mình thì chắc là mẹ mình cứ muốn mình có bạn trai thôi, chứ còn ngoài ra thì mình rất là vui vẻ trong cuộc sống của mình. Mỗi sáng mình thức dậy, mình tưới cây, mình ngắm cây, mình trồng trái dưa leo, và trái dưa leo mọc là mình đã vui rồi. Thật ra cái điều khiến bạn hạnh phúc hay không, đôi khi nó chỉ tới những cái điều nó rất là đơn giản và rất là nhỏ. Mình đừng nên đặt những cái mục tiêu nó quá xa. Mỗi một ngày mình tập đặt những cái mục tiêu nhỏ nhỏ và mình đạt được cái mục tiêu đó, để mình cảm thấy nó cuộc sống mình có ý nghĩa và vui vẻ hơn. Hạnh phúc á, nó không có gì xa vời hết. Hạnh phúc là khi bạn biết chấp nhận, đó sẽ mang đến cho bạn cuộc sống nó thoải mái hơn. Đơn giản niềm vui đôi khi cũng chỉ là
gọi điện thoại về cho mẹ, hoặc là ra tưới cây, hoặc bạn gieo một cái hạt giống xuống, cái cây nó mọc lên là bạn đã vui rồi. À, mọi người thường lên kế hoạch cho năm mới của mình với những gạch đầu dòng cụ thể nha. Thì những gạch đầu dòng cụ thể của chị Tú năm nay sẽ là gì ạ? Mình Tú nghĩ rằng đầu tiên là mình sẽ dành cho sức khỏe của mình, thứ hai là gia đình của mình. Những gạch đầu dòng trong 2021 của Tú chắc là đầu tiên là sức khỏe của mình, thứ hai là gia đình của mình, thứ ba là công việc. Ai cũng vậy hết trơn chị. Thực sự mà nói ở cái tuổi 30 rồi, mình không còn đặt nặng quá nhiều mọi thứ, mà quan trọng nhất là trong cái tâm hồn mình có vui vẻ hay không, đó là cái điều nó quan trọng lắm. Em xong rồi, em cảm ơn chị. Cảm ơn em.